Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chương 6. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Galilê là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Vả, lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình bèn phán với Phi-líp rằng: "Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn?" Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Phi-líp thưa rằng: 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andrê em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: "Đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu?" Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: "Hãy truyền cho chúng ngồi xuống." Vả trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: "Hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào." Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng: "Người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian." Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giê-xu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 hectare, thấy Đức Chúa Giê-xu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: "Ấy là ta đây, đừng sợ chi." Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Giê-xu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giê-xu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Giê-xu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển bèn thưa rằng: "Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi. Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng: "Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng:
các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Mô-xe chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là, hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi Ngài sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi Ngài sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng: Ấy chẳng phải là Giê-xu con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chớ lầm bầm với nhau. Ví bằng Cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng: Lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: Lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng: Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng:
Ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ. Và Ngài nói về Giuđa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Chương 45. Bây giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng: hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Ai Cập nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng: tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng: các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ai Cập. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng: Joseph con của cha có nói như vậy: Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ai Cập, cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Goshen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. E khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Này, các anh và Benjamin em tôi đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ai Cập cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người. Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pharaoh rằng: anh em Joseph đã đến. Pharaoh và quần thần nghe, lấy làm đẹp dạ. Pharaoh bèn phán cùng Joseph rằng: hãy dặn các anh em ngươi rằng, hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Canaan, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ai Cập, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi, hãy nói lại cùng họ như vậy: hãy đem xe cộ từ xứ Ai Cập về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ về phần các ngươi. Các con trai của Israel làm y như lời. Joseph vâng mạng Pharaoh, đưa những xe cộ cho anh em mình và lương thực dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mỗi người. Còn Benjamin, người cho 100 miếng bạc cùng 5 bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình 10 con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Ai Cập, 10 con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn họ rằng: xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Các anh em ở Ai Cập trở lên và đến xứ Canaan, nơi Jacob cha mình, thuật lại lời này mà rằng: Joseph hãy còn sống, lại ấy là người đang cai trị cả xứ Ai Cập. Nhưng lòng Jacob vẫn vô tình, vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Jacob vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng: thôi, biết rồi, Joseph, con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Chương 46. Israel ra đi,
đem theo các tài vật mình đến Beersheba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Jacob, Jacob. Israel đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ai Cập, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Từ Beersheba, Jacob khởi đi. Các con trai Israel để Jacob cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pharaoh đã sai đến rước những người đó. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Canaan mà đi đến xứ Ai Cập. Vậy Jacob cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Ai Cập. Đây là tên các con trai của Israel, tức là Jacob, đến xứ Ai Cập. Con trưởng nam của Jacob là Ruben. Các con trai của Ruben là Henoc, Phalu, Hetron và Cadmi. Các con trai của Simeon là Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soha và Saulơ, tức là con của người vợ xứ Canaan. Các con trai của Levi là Gershon, Kehat và Merari. Các con trai của Juda là Er, Onan, Shela, Phê-rết và Sê-rách. Nhưng Er và Onan đã thác tại xứ Canaan. Con của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-muôn. Các con trai của Isaka là Thô-la, Phu-va, Gióp và Sim-rôn. Các con trai của Sa-bu-lôn là Sê-rết, Ê-lôn và Gia-lê-ên. Và các con trai và một con gái tên là Dina mà Lê-a sinh cho Jacob khi ở tại Pha-đan Aram cùng các cháu đó, hết thảy là 33 người. Các con trai của Gác là Siphion, Hagi, Shuni, Ebon, Eri, Arodi và Areli. Các con trai của Asher là Yimna, Yit và Yitvi và Beria cùng Sherech, em gái các người đó. Con của Beria là Hebe và Mankien. Và các con trai của nàng Sinba sinh cho Jacob cùng các cháu đó, hết thảy là 16 người. Nàng là con đòi của Laban, đã cho theo hầu Lea con gái mình. Các con trai của Rachel vợ Jacob là Joseph và Benjamin. Joseph đã có con tại xứ Ai Cập là Manasse và Ephraim, mà Ách-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra thầy cả thành Ôn, đã sinh cho người. Các con trai của Benjamin là Bela, Bê-kê, Ách-bên, Yê-ra, Na-a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mốt-bim, Hốt-bim và A-rết. Và các con trai của Ra-chên sinh cho Jacob cùng các cháu đó, hết thảy là 14 người. Con trai của Đan là Hu-shim. Các con trai của Nephtali là Giác, Sê-ên, Guni, Yít-xê và Si-lem. Và các con trai của nàng Bila sinh cho Jacob cùng các cháu đó, hết thảy là 7 người. Nàng là con đòi của La-ban, đã cho theo hầu Ra-chên con gái mình. Các người đi đến xứ Ai Cập với Jacob, tức là các người do nơi Jacob sinh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là 66 người. Con của Joseph đã sinh tại Ai Cập được 2. Vậy các người thuộc về nhà Jacob đi đến Ai Cập cộng hết thảy là 70 người. Jacob sai Juda đi đến trước, đặng xin Joseph đưa mình vào bờ cõi Goshen. Vậy họ đều vào xứ Goshen. Joseph thắng xe đi lên Goshen đón Israel cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu. Israel nói cùng Joseph rằng: Chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng: Tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaoh hay rằng anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaoh truyền gọi anh em mà hỏi rằng các ngươi làm nghề chi, thì hãy tâu rằng: Kẻ tôi tới Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy
hầu cho anh em đặng ở tại xứ Gô-sen, vì dân Ai Cập có tính gớm ghê, hết thảy kẻ chăn chiên lắm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.